Cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông Nga đưa tin, máy bay trinh sát không người lái RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã phải đối phó với hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ của Nga khi đang thực hiện các hoạt động do thám ở ngoài khơi bán đảo Crimea. Theo avr pro máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk cất cánh từ căn cứ Sigonella của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Sicily vào khoảng 10 giờ tối ngày 18 tháng 5 và thực hiện các nhiệm vụ do thám ở không phận trung lập trên biển đen trong vài giờ. Sự hiện diện của máy bay không người lái Mỹ trùng khớp với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Crimea. Các nhà phân tích quân sự cho rằng RQ-4 Global Hawk có thể chỉ định mục tiêu cho máy bay không người lái UAV của Ukraine, cho phép phía Ukraine lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chính xác hơn. Thông tin chi tiết về việc chấn áp điện tử của Nga chưa được công bố nhưng các chuyên gia cho biết những trường hợp như vậy chưa từng được ghi nhận trước đây, có giả định cho rằng tác chiến điện tử không chỉ nhắm vào máy bay không người lái mà còn nhắm vào tên lửa bay về phía Crimea. Máy bay không người lái của Mỹ có lẽ đã rơi vào phạm vi gây nhiễu điện tử. Hiện phía Mỹ và Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Trong một diễn biến khác, Hải quân Ukraine cho biết đã phá hủy Korovets, tàu quét mìn hải quân thuộc dự án 266M của hạm đội Biển Đen của Nga trong đêm, bác bỏ tuyên bố trước đó của Nga về việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Thông báo của Hải quân Ukraine nêu rõ, lực lượng Ukraine đã phá hủy tàu quét mìn hải quân Koprovets của hạm đội Biển Đen. Hoạt động này đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng. Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Được biết trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc phá hủy 9 tên lửa tầm xa Atak MS và một máy bay không người lái nhắm vào bán đảo Crimea. Thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Ravozayev cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã được kích hoạt không có thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dân sự được ghi nhận. Nga bắt đầu tái triển khai hạm đội Biển Đen tới Novorossiysk vào năm ngoái sau một loạt cuộc tấn công của Ukraine, trong đó có vụ tấn công tên lửa vào trụ sở của cơ quan này ở Sevastopol hôm 22 tháng 9 năm 2023. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, Shatcom, đưa tin tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã từng tuyên bố sẽ chế tạo 1.500 xe tăng chỉ trong một năm. Khi ông Medvedev nói về mục tiêu trên, thậm chí có ý kiến cho rằng con số có thể lên tới 4.000 chiếc mỗi năm, tương đương với đỉnh cao của thời kỳ Liên Xô. Tuy nhiên, dù các nhà máy sản xuất xe tăng lớn nhất và quan trọng nhất vẫn còn tồn tại, theo đánh giá, công suất của chúng kém xa so với quá khứ. Theo đánh giá, dựa trên năng lực hạn chế hiện nay, họ chỉ có thể tập trung hiện đại hóa khung gầm T-72 T-80, T-90 cũ bằng linh kiện mới vốn đã được sản xuất trong nước, chứ không phải nhập khẩu từ bên ngoài. Theo nhận xét, Nga có thể đáp ứng nhu cầu về xe tăng sản xuất trong nước trong bối cảnh chiến trường Ukraine diễn biến thuận lợi. Hai tổ hợp chính đặt tại Omsk và là khá đầy đủ. Mặc dù vậy, chắc chắn họ không thể nâng công suất của dây chuyển lắp ráp đến mức đảm bảo cho xuất xưởng con số ấn tượng như tuyên bố ở trên, ngay cả theo tiêu chuẩn xe tăng ngày nay. Thực tế từ trước đã cho thấy Nga không thể sản xuất tới 1.500 xe tăng trong một năm. Hiện nay, họ đang tập trung nhiều hơn vào công cuộc hiện đại hóa. Thậm chí, ngay cả khi không có xung đột với Ukraine, tuyên bố của ông Medvedev vẫn vấp phải sự hoài nghi. Có những sự thật rõ ràng để hỗ trợ nhận định nói trên. Chẳng hạn được biết, trong vòng 2 tháng, Uran Vagonzavod đã ra ba lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Provi cho quân đội Nga. Ngay cả khi giả định rằng đây là những chiếc xe tăng hoàn toàn mới, mặc dù không chắc chắn là như vậy và có 25 chiếc là con số trung bình mỗi lô. Có thể giả định rằng trong thời gian qua, quân đội Nga đã nhận được 75 xe tăng. Căn cứ số liệu trên, điều này có nghĩa là UVZ đang cung cấp cho quân đội Nga khoảng từ 450 đến 480 xe tăng mỗi năm. Đó mới chỉ là gần 1 phần 3 giấc mơ 1.500 xe tăng của ông Medvedev. Nhà máy ở Omsk, tổ hợp lớn thứ hai của Nga hiện nay, nhưng chắc chắn không thể đạt được công suất tương đương Uran Vagozavod, UVZ, cho dù đã nhận nhiều khoản đầu tư. Phía London tin rằng 100 xe tăng mỗi tháng là sức mạnh của toàn bộ ngành công nghiệp xe tăng Nga vào thời điểm hiện tại. Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế hồi tháng 2 cho biết, Nga đã mất hơn 3.000 xe tăng kể từ khi bùng nổ xung đột, tương đương với toàn bộ lượng xe tăng còn tồn tại trước xung đột. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định, Nga đang tăng cường sản xuất xe tăng và hệ thống súng phun lửa hạng nặng, nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn để tăng cường sản xuất thiết bị bảo vệ xe tăng. Vì vậy, trong chuyến kiểm tra việc thực hiện đơn hàng quốc phòng tại một doanh nghiệp thuộc khu tổ hợp công nghiệp quân sự ở tỉnh Omsk cựu bộ trưởng Shoigu đã yêu cầu ban giám đốc nhà máy tăng cường sản xuất thiết bị bảo vệ xe tăng và nhấn mạnh việc tăng cường cung cấp cho các lữ đoàn sửa chữa xe tăng là nhiệm vụ trọng tâm. Ông khẳng định việc hiện nay cần tăng đáng kể các bộ công cụ bổ sung nhằm trang bị cho những phương tiện tham gia chiến đấu. Ông Shoigu cũng chú trọng đến việc sản xuất hệ thống chống máy bay không có người lái. Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Tấn công một số nhà máy lọc dầu lớn tại quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới khiến giá dầu tăng cao. Theo tờ Ukraiska Pravda, UAV Liuti được Ukraine phát triển để đáp trả việc Nga nhiều lần dùng UAV Sahet tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở nước này. Trong đó, UAV Liuti được cho là đứng sau 80% các cuộc tấn công bằng UAV thành công vào lãnh thổ Nga, mà trong đó nhiều mục tiêu nằm cách xa biên giới Nga-Ukraine. Trên thực tế, UAV Liuti đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ được phát triển mà không có sự hậu thuẫn của chính phủ Ukraine. Do mang hình dáng thiết kế lớn và công kênh, UAV Liuti đã không được lòng giới lập pháp nước này. Kể từ đầu năm nay, Ukraine bắt đầu triển khai chiến dịch phối hợp tấn công thường xuyên bằng UAV xuyên biên giới và tập trung chủ yếu vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là lúc UAV Liuti thể hiện năng lực. Cụ thể, UAV này có tầm hoạt động hơn 960 km, xài cánh hơn 6,7 m và có thể mang theo khối thuốc nổ nặng 50 kg. Dù nhiều UAV khác của Ukraine có phạm vi hoạt động xa hơn, nhưng dường như chiến dịch tấn công các cơ sở dầu mỏ của Nga chủ yếu do UAV lưu thực hiện. Bất chấp những lo ngại về việc hành động tấn công như trên có thể gây bất ổn giá dầu mỏ toàn cầu và khiêu khích Nga, Ukraine vẫn duy trì chiến dịch tập kích. Hồi tháng 2, Nga ban bố lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong 6 tháng. Ukraine cho hay các cuộc tấn công của nước này đã làm giảm 12% sản lượng và chế biến dầu của Nga hơn nữa, giờ đây, đây có lẽ không chỉ có UAV Liuti được Ukraine sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga, mà sắp tới Ukraine còn có thể sử dụng vũ khí của Anh cung cấp để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga. Hồi đầu tháng này, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng tuyên bố Anh sẽ cung cấp cho Ukraine mỗi năm 3 tỷ bảng, chừng nào còn cần thiết. Hơn nữa, không phản đối Kiev dùng vũ khí do London viện trợ để nhắm vào Nga. Ngoại trưởng Cameron cũng nói thêm Ukraine có quyền đó, giống như việc Nga đang tấn công vào bên trong Ukraine và ngược lại, Ukraine cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự vào bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp phòng vệ chính đáng. Ngược lại với Anh, Mỹ không đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí của mình viện trợ để đánh vào bên trong lãnh thổ Nga. Phát biểu tại một buổi họp báo, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói tất cả vũ khí Mỹ cung cấp sẽ không được sử dụng cho các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga bất kể khả năng của chúng ra sao. Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu bên trong nước Nga. Một phần là do những cuộc tấn công này có thể làm mất ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao. Các nghị sĩ Đức đã lên tiếng ủng hộ việc sử dụng hệ thống phòng không NATO để bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa Nga xuất hiện tại biên giới phía Đông Liên minh, tức là Tây Ukraine. Theo ấn phẩm Frankfurter Allgemeine Zeitung, người ủng hộ nhiệt tình nhất cho quan điểm sử dụng hệ thống phòng không NATO bảo vệ sườn phía đông chính là đại diện Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, CDU. Ông Roderick Kiesewetter giải thích ý nghĩa đề xuất của mình như sau. Điều này sẽ giải tỏa áp lực cho các đơn vị phòng không Ukraine và cho phép lực lượng này bảo vệ mặt trận. Ý tưởng trên cũng nhận được sự ủng hộ từ đại diện đảng xanh bà Agnieszka Brugger khi nghị sĩ này tuyên bố việc triển khai hệ thống phòng không ở biên giới các nước láng giềng Ukraina sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả các bên. Hiện tại chưa rõ quan điểm của nhiều nước đồng minh trong NATO đối với đề xuất trên, nhưng khả năng cao Ba Lan, các nước Baltic sẽ ủng hộ và thậm chí đóng góp vũ khí. Việc NATO triển khai hệ thống phòng không bảo vệ sườn đông liên minh theo đánh giá sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho Ba Lan, khi nước này đã chứng kiến vài vụ tên lửa Nga bay lạc vào không phận nhưng chẳng thể bắn hạ chúng. Nhà phân tích quân sự người Ba Lan, ông Jaroslav Volsky đã đưa ra lời giải thích chi tiết hơn về lý do tại sao Warsaw không thể bắn hạ tên lửa Nga trên trang Twitter, này là mạng xã hội X của mình như sau. Đầu tiên, nếu bạn chuẩn bị bắn hạ các mục tiêu trên bầu trời của mình, bạn cần phải phong tỏa một khu vực cụ thể trên không phận để tránh thiệt hại có thể xảy ra đối với máy bay dân dụng hoặc máy bay chiến đấu. Ba Lan không thể phong tỏa không phận khi có tới 66 sân bay dân dụng đang hoạt động việc đóng cửa sân bay sẽ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Và nếu bầu trời ở biên giới giáp Ukraine bị cấm đối với máy bay chiến đấu, mối đe dọa từ tên lửa Nga sẽ còn cao hơn. Thứ hai, nếu tên lửa Nga ngay lập tức bị bắn hạ từ phía Tây trên không phận Ba Lan, thì việc các mảnh vỡ của chúng rơi xuống sẽ dẫn đến nguy cơ thương vong cho dân thường. Thứ ba là nếu Ba Lan quyết tâm bắn hạ tên lửa hành trình Nga ngay lập tức, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ làm lộ toàn bộ vị trí triển khai hệ thống phòng không. Và lập luận thứ tư, họ nói ngay cả ở Israel cũng không có hệ thống tên lửa phòng không nào đủ khả năng bảo vệ toàn bộ 100% lãnh thổ, cho dù diện tích quốc gia Do Thái khá nhỏ bé. Bản thân Ba Lan hồi tháng trước cũng ngỏ ý sẵn sàng đáp ứng nếu NATO quyết định triển khai vũ khí hạt nhân tại quốc gia này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói trong cuộc phỏng vấn rằng Nga gần đây đã chuyển vũ khí hạt nhân cho đồng minh Belarus. Nếu các đồng minh của chúng tôi quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan như một phần kế hoạch chia sẻ hạt nhân để củng cố sườn đông NATO, Chúng tôi sẵn sàng để họ thực hiện quyết định đó. Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Duda thăm New York, nơi ông tham dự các cuộc họp tại Liên Hợp Quốc và thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hồi tháng 3, ông đến thăm thủ đô Washington và gặp Tổng thống Joe Biden. Theo Tổng thống Ba Lan, các cuộc thảo luận về hợp tác hạt nhân giữa Ba Lan và Mỹ đã diễn ra được một thời gian. Tổng thống Duda nhấn mạnh, tôi đã nói điều này nhiều lần. Tôi phải thừa nhận rằng khi được hỏi tôi đã tuyên bố ba lan sẵn sàng nga đang ngày càng quân sự hóa kaliningrad chúng tôi là thành viên liên minh quân sự bắc đại tây dương và chúng tôi có nghĩa vụ của mình tức là ba lan chỉ đơn giản thực hiện chính sách chung